Hồ bơi lúc này á, gần 10 giờ trưa rồi quý cô chú anh chị và các bạn. Các em bé vẫn đi bơi rất là bình thường luôn. Hồ bơi có mái che thì nó rất là vượt trội và có thể bơi cả ngày được luôn á quý cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng thì nhiều hơn, buổi sáng tầm khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng á thì là nhiều học viên tới học bơi cũng như là bơi lội hơn. Mùa này thì ở ngoài Đà Nẵng á thì thời tiết nó khá là mát mẻ. Cho nên đi bơi là rất là tuyệt vời luôn. Cái hồ bơi thì nằm ngay nơi chỗ ngã tư Diên Hồng với Vũ Đình Liên luôn, khu vực Nam Hòa Xuân nha quý cô chú anh chị và các bạn. Xung quanh đây thì nhà cửa nó cũng đông đúc lắm rồi, xung quanh thì sân bóng này kia cũng rất là nhiều. Đây là hồ bơi của anh trai của mình nhá, vận động viên bơi quốc gia. Quý cô chú mà đi qua cái khu vực Hòa Xuân này á, thì ghé ở đây uống cà phê rồi là dẫn con đi bơi lội nhá. Quý cô chú nào ở xã Việt Kiều á, hoặc là ở tỉnh khác xa mà muốn mua nhà để ở đầu tư và kinh doanh ở thành phố Đà Nẵng này thì liên hệ với em để em hỗ trợ nhé. Em chuyên nhà phố, đất nền thổ cư pháp lý đầy đủ, giúp định giá đàm phán bất động sản cho quý cô chú anh chị và các bạn an toàn nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Em xin chào.